làm kẹo từ thân cây ngô. Mạch nha đường, mạch nha mía thì Khánh làm nhiều rồi. Còn mạch nha ngô hôm nay Khánh cũng mới học được. Mọi người cùng làm với anh em nhà Khánh nha. Mùa này quê Khánh đa số nhà nào cũng trồng ngô là chính. Khánh nhớ hồi nhỏ chỉ đợi ngô bánh tẻ có hạt là mấy anh em rủ nhau đi hái. Hái xong nướng cả bi ăn tại bờ ngon làm sao. Năm nay ngô nhà Khánh cũng được mùa, bắp to, hạt khá đều. Anh em Khánh bẻ một ít về phơi trước lấy cái cho gà vịt ăn. Cây ngô cũng ăn được, cây ngô có vị ngọt thanh. Đã bạn nào từng ăn cây ngô chưa? Vị như thế nào mọi người còn nhớ không? Bây giờ làm ngô cũng tiện, có máy chỉ tuốt một lúc là xong. Cây ngô lấy về, anh em Khánh cạo vỏ, rửa sạch rồi ép nước. Nước ngô mọi người chỉ cần đun sôi, nấu như nấu mạch nha. Đợi khi mạch nha keo lại, mình nhỏ một giọt vào nước, thấy giọt kẹo tròn, không tan là được. Kẹo lạc làm từ mạch nha ngô, ăn ngọt thanh, không ngọt gắt. Lại thơm thơm mùi cây ngô, ăn lạ lạ mà cũng ngon. Anh em Khánh mời cả nhà cùng ăn kẹo làm từ cây ngô nha.